Chào các bạn, đây là món chè bắp bột bán là mình ăn cùng với nước cốt dừa đó. Nè các bạn nhìn hấp dẫn chưa nè, mùi rất là thơm luôn. Cách nấu thì cũng khá là đơn giản. Thì nếu thích món này á, mình mời các bạn cùng làm nha. Để nấu món chè bắp thì ở đây mình có chuẩn bị là hai trái bắp Mỹ. Bắp này loại to nè. Thì hai trái này mình cân lên á là gần 700 gram á. Bây giờ mình sẽ dùng dao á, mình gọt nó ra. Thì theo chiều dày của hạt bắp á thì mình sẽ gọt khoảng 3 lớp nha. Mình dùng dao mình thấy mình gọt cũng nhanh lắm các bạn. Hoặc là các bạn có cái dao bào á thì mình bào ra cũng được nữa. Nhưng mà cái dao bào mà bào mỏng quá thì nó dễ bị nát. Nè, bắp mình gọt xong rồi nè. Những cái miếng nó dính lại thì mình bóp bóp cho nó gời ra. Nó cũng dễ lắm. Còn cái cùi bắp á, các bạn đừng có bỏ đi nha. Mình sẽ lấy cái cùi này mình đi nấu trước. Mình cho hai cái cùi bắp vào nồi để mình nấu. Rồi mình cho thêm 80g lá dứa vào nữa nè. Để nấu chè cho nó thơm á. Đây là nước lọc. Nước lọc mình dùng 1 lít rưỡi nha. Do mình mua bắp người ta lọc sẵn rồi đó, cho nên mình chỉ luộc cái cùi bắp thôi. Còn các bạn mà mua bắp còn nguyên đó thì các bạn lọc bớt vỏ dạ bên ngoài. Thì mình lấy cái vỏ non và cái gâu bắp mình luộc chung luôn. Thì cái nước nấu chè mình nó còn ngọt thơm hơn nữa. Đây mình sẽ nấu cùi bắp với lại lá dứa trong 10 phút nha. Trong thời gian đợi nấu thì mình chuẩn bị cái phần bột năng. Trong chén này mình có là 60g bột năng đó. Thì mình sẽ cho nước vào đây để mình khuấy cho bột năng nó tan ra. Mình dùng là 100ml nước lọc nha. Hòa bột năng với nước xong thì mình để ở đây để lát mình cho vào chè. Đây cái cùi bắp mình đã nấu được 10 phút. Thì lúc này cái nước nó thơm rồi đó. Mình sẽ gắp ba cùi bắp nè, rồi cái lá dứa ra luôn. Tiếp tục thì mình cho bột bán và mình nấu. Đây là 50g bột bán. Thì trước khi nấu chè mình ngâm nửa tiếng đó. Nấu một chút cho bột bán nó hơi trong, nó nổi lên vậy nè. Thì bây giờ mình sẽ cho tiếp bắp vào mình nấu. Chè bắp nấu có bột bán á thì nó sẽ ngon hơn. Còn không có thì các bạn có thể thay bằng nếp cũng được nha. Rồi mình nấu tiếp cho bột bán với lại bắp á nó chín luôn. Cho bắp vào mình nấu thêm được 5 phút rồi nè. Thì lúc này bột bán với lại bắp của mình nó chín hết rồi. Tiếp tục mình cho đường vào. Mình dùng đây là 150g đường nâu. Khuấy cho đường nó tan ra. Cho đường vào xong thì tiếp tục mình cho bột năng vào luôn nè. Bột năng mình khuấy đều lên nha. Mình vừa cho vào mình vừa khuấy. Thì tùy theo các bạn thích cái độ sệt nhiều hay ít mà các bạn tăng giảm cái lượng bột năng lại nha.
Rồi cho bột năng vào, các bạn nấu cho bột năng nó chín kỹ nữa là được. Cho bột vào á, mình nấu với lửa nhỏ để cho bột năng nó chín kỹ. Thì khi bột chín kỹ rồi á, thì mình để chà nguội lại á, nó sẽ không có bị lỏng, không có bị vữa ra. Đây chè chín hết rồi các bạn. Bây giờ mình tắt bếp. Mình để nguội một chút là mình thưởng thức được rồi đó. Để nấu nước cốt thì ở đây mình dùng là 300 ml nước cốt dừa. Cái này là mình vắt từ 300 g dừa nạo ra đó. Mình cho vào đây xíu muối để nước cốt được đậm đà hơn. Rồi đường, đường mình dùng là 50 g. Đây là 2 muỗng cà phê bột năng và 2 muỗng cà phê bột gạo. Mình hòa cùng với xíu nước rồi mình cho vào luôn nè. Bật bếp mình để lửa nhỏ mình nấu nha. Rồi cái nước cốt thì cũng như vậy nha. Nước cốt nấu có bột cho nên mình phải nấu cho bột nó chín kỹ. Thì nước cốt mình để nguội lại á, nó không có bị vữa. Đây mình nấu lửa nhỏ cho nó chín kỹ rồi. Giờ mình sẽ tắt bếp. Mình để cho nước cốt nó nguội lại nha. Chè của mình nguội rồi nè. Lúc này nó còn hơi ấm ấm thôi. Thì mình sẽ cho vào những cái ly, cái chén vừa một lần mình ăn vậy đó. Rồi mình chan nước cốt lên luôn. Mình cắt vào tủ lạnh mình để ăn dần. Chè bắp này á, để ăn lạnh rất là ngon. Khi ăn thì mình chan nước cốt lên. Và chè này nấu xong á, để bên ngoài thì mình ăn trong ngày. Còn nếu mà cắt vào tủ lạnh thì các bạn ăn được trong 3 ngày nha. Đây, món chè bắp bột bán nước cốt dừa. Nè, các bạn nhìn hấp dẫn chưa nè. Thơm ơi là thơm luôn. Mình trộn nước cốt dừa lên. Mời các bạn. Chè có cái vị ngọt vừa phải, béo béo của nước cốt dừa, thơm lừng của mùi bắp với lá dứa luôn. Miếng bắp thì các bạn ăn vào nó hơi sực sực, rồi cái bột bán thì nó trơn trơn, ăn ngon lắm luôn á. Đến đây thì món chè bắp mình đã làm xong rồi. Thì mình mời các bạn đăng ký kênh để ủng hộ mình và để theo dõi được những video mới nhất. Cuối lời thì mình xin cảm ơn. Mình chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.